Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ chiều, tức là 17 giờ của ngày 18 tháng 8 năm 2021. Câu chuyện buổi chiều thì tôi cũng không biết chia sẻ với các bác thế nào. Nói thì có vẻ hài hước, nhưng thực ra nó khá là bi kịch. Và một buổi sáng đẹp trời, khi mà tất cả mọi người dậy thì thấy một cái trend mới ở trên Facebook. Đó chính là cái trend rằng là hãy điểm danh để biết bạn còn là người tử tế. Rất nhiều người cũng đã cố like, còm, thả ha ha, vân vân và mây mây về cái sự việc này. Thế thì tại sao lại trở thành cái trend mới như vậy? Thì tôi xin chia sẻ với các bác như sau. Đây không phải là một clip mới, một clip mà chúng ta hay gọi rằng là cần lắm một đường link, như là tôi chia sẻ ở trên đầu video. Hàng ngàn Facebook bị bay màu, và nhẹ thì khóa tài khoản một vài tuần, và nặng thì là bay tài khoản vĩnh viễn. Đó là một sự việc rất đáng buồn. Đó, sự việc rất đáng buồn. Một đoạn clip không phải mới mà cách đây vài ngày rồi. Theo tôi biết thì vài ngày rồi, một anh bạn trên Facebook của tôi đã cảm thấy rất là bức xúc khi có một cô gái trong friend list của anh ta không phải là một người ấy, mà là một người cũng có rất nhiều follow và hành nghề ca sĩ. Thì cô bé này đã nói rằng là ai cần link thì có thể inbox cô đấy để mà hỏi. Thì anh bạn tôi tên là Trường này thì đã vào và nói rất nặng nề, bởi vì clip đó là clip của các bé còn rất nhỏ tuổi. Lúc đó thì tầm khoảng 9 đến 12 tuổi. Thế nhưng mà có vẻ như là không ăn thua, cô này sau đã xóa status đi sau khi bị mọi người phản ánh nặng nề. Nhưng rồi thì clip này bắt đầu lan tràn. Anh bạn nhiếp ảnh gia của tôi thì đã cảnh báo điều đó. Nhưng hai hôm sau thì các bác có thể thấy những cái inbox khoe là cần lắm một đường link vân vân và mây mây, họ xem thì có mấy cái đối tượng như sau. Thứ nhất là đối tượng xem để thỏa mãn, sau đó là cười cợt. Đối tượng xem vì tò mò và sau đó rằng là thể hiện một cái gì đó để mà liên quan tới những bé trẻ nhỏ này. Nhưng mà dù bất cứ ai ấy, thì khi chia sẻ những cái đường link như thế thì thứ nhất họ đã phạm vào cái tội và chia sẻ những cái văn hóa phẩm đối trụy. Cái thứ hai nữa là đây là văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em, chứ không phải là đơn giản. Và Facebook đã rất nặng tay ở trong cái vấn đề này. Mọi người ở trên comment ở trên Facebook thì đương nhiên là sẽ bị xóa rồi. Nhưng ngoài ra thì một sản phẩm khác của Facebook đó chính là Messenger. Chỉ cần gửi nhau qua cái đường link này thì Facebook cũng biết và cũng khóa tài khoản một cách vĩnh viễn. Tôi hoàn toàn ủng hộ Facebook trong một cái cuộc nó gọi rằng là phong sát lớn nhất từ trước tới nay, khi mà trong một cái chiến dịch chống lại cái việc mà những clip nhạy cảm của trẻ em. Nhưng qua đó ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là những mặt trái của công nghệ đã làm cho các bé gọi rằng là quá lớn. Đó, quá lớn. Quá lớn, lớn hơn chúng ta rất là nhiều lần. Rất nhiều người như là tôi hay là các bác hay là mọi người thì báo cáo với các bác là mọi người đều báo cáo với các bác rằng là chúng ta thậm chí rằng là năm 16, 17 tuổi có vô tình chạm vào tay một cô gái thôi thì có rung động đến cả đời người rồi, như là rung động nhiều khi là làm thơ làm văn nó ảnh hưởng nhớ đến cả đời người rồi. Nhưng mà với các bé bây giờ thì các bác có thể thấy rằng là những hành động vô cùng nhạy cảm của người lớn lại có thể diễn ra ở những đứa bé từ 9 cho đến 12 tuổi. Nó cũng cho thấy rằng là cái sự kiểm soát của bố mẹ đối với con cái trong các đồ điện tử, những cái mặt trái của internet như thế này là một cái vấn đề vô cùng cần quan tâm. Không biết các bác nào bị bay màu Facebook ở đây không thì các bác có thể comment. Nhưng mà tôi hoàn toàn ủng hộ Facebook cái việc đó. Chúng ta không nên dẫn giải và chia sẻ những clip như vậy, bởi vì rất đau lòng cho các bé. Nhưng ngược lại thì ba mẹ chúng ta cũng cần phải quản lý sát sao những cái đồ điện tử và phải hiểu rõ ràng rằng là con mình đang làm cái gì ở trên đó, và một cách nhẹ nhàng chứ không phải là một cách nhẹ nhàng nghĩa là bằng tình yêu thương thật sự,
chứ không phải là bằng một cái sự hăm dọa hay thế nào đấy. Bởi vì nhiều khi các bé không ở bên mình mà có thể bên nhà bạn bè, chứ đâu phải là mình kiểm soát được hết tất cả mọi thứ đâu. Cho nên là để mà theo dõi từng cái diễn biến tâm lý thì bố mẹ thật sự phải thật gần con và có một cái sự kết nối tâm hồn, kết nối cái tình yêu thương giữa bố và mẹ. Thì lúc đó, như là bố và mẹ và con cái trong gia đình của mọi người, thì lúc đó mới có thể hiểu được cái diễn biến tâm lý của con mình và từ đó có thể uốn nắn các bé đi đúng cái con đường, chứ không phải để các bé một cách như vậy. Đây là một clip mà thực trạng rất là đáng buồn, tuy nhiên rằng là nó cũng phơi bày nhiều thứ ở trong xã hội và mọi người để chúng ta có cái cách nhìn nhận khác về cuộc sống. Không biết có bác nào thích nói về chủ đề giáo dục hay là dạy dỗ trẻ em hay là như thế nào đó về vấn đề này không? Thì các bác có thể comment hay là nhận định gì về cái sự việc này. Đặc biệt là các bác nên lưu ý cái phần bình luận không quá khích, bởi vì là YouTube sẽ tự động xóa, YouTube cũng như là Facebook vậy. Họ cũng sẽ cho bay tài khoản bất cứ lúc nào nếu chúng ta dùng những cái từ nhạy cảm quá. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.